Xin được mến chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn nhãn hàng CoTriPro đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, theo Hội Hậu môn Trực tràng tại Việt Nam cho biết, bệnh trĩ là một căn bệnh khá phổ biến và tỷ lệ này ở Việt Nam chiếm là từ 35 đến 50%. Vậy làm sao để có thể điều trị bệnh trĩ một cách hiệu quả, an toàn, phòng ngừa được phẫu thuật? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về vấn đề này nhé. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào Thanh Phương, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Và quý vị thân mến, trước khi chúng ta lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau đây. Cuộc đời mình giờ hết ngồi luôn. Trời đất ơi, làm gì vậy? Mình hả? Ông dặn dẹo riết cái chân bàn, cũng dặn theo ông kìa. Đó, bàn ghế đu riết cái nào cũng sập sệ trơn trọi á. Còn đứng đây để làm gì nữa? Đi lên thay đồ đi bệnh viện lẹ. Té xong rồi nó khốn nữa bây giờ. Đi đâu bệnh viện hả? Đi bệnh viện để khám cái bệnh trĩ của anh đó rồi mổ luôn. Mày nghĩ gì vậy? Thì tuần trước đã nói rồi là tuần này sắp xếp để đưa anh lên nhà con Út ở đó để điều trị bệnh trĩ rồi mổ. Cho anh xin nắng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nó đi chứ giờ tự nhiên bắt nó đi tự nhiên tự dưới luôn hả? Hồi nãy tôi mới vừa đọc báo nữa kìa nghe. Cái bệnh trĩ này nếu mà ỷ y để lâu không chữa trị cho dứt điểm hả, sẽ rất dễ xảy ra nhiều biến chứng. Thí dụ như là hoại tử nè, nhiễm trùng máu nè, có khi còn có ung thư luôn nữa đó. Dạ, mình. Thì bởi vậy mới nói là đi lẹ lên, lên thay đồ đi. Thôi. Mổ xong về vẫn tái đi tái lại đó chứ không phải là mổ ra hết đâu. Mổ đâu ra mà mổ tái đi tái lại. Anh tư bệnh bạn cờ của anh nè, anh đi mổ xong á, mỗi một lần á nó nông cái chỗ mổ nghe. Còn đi với anh không có dám đi mạnh luôn. Trời đất ơi, thấy ghê vậy. Bây giờ để không được mổ không xong. Đó, thì giờ phải tính làm sao đây? Tạm thời cho anh gắn gồng đi, gắn nước đi nha. Cái gì mà sáng ra là thấy hai người tranh luận rồi. Ủa? Chị, anh đâu có gì. Quẩn không? Quẩn. Chút chiều qua đi sinh nhật em nha. Đi liền bây giờ luôn, đi. Chiều mới đại. Đi luôn khỏi đi bệnh viện. Tức ghê vậy đó, định hình ngồi xuống cho tôi. Ổng á, lại đang bị bệnh trĩ. Mà nghĩ sao nghe sinh nhật cái là phi đi liền. Mà bệnh tình sao anh nói em nghe thử coi. Anh á, anh bị táo bón. Thí dụ ấy á, thì bắt đầu nó ra. Mà khi mà xong cái nó tự hết là không hay luôn. Có khi khi thăng khi gián khi có khi không hả? Lúc thì đó. Trồi ra lúc thì thụt vô. Đúng rồi. À mà khi nào mà bị táo bón mình mới bị đúng vậy đúng không? Nhưng mà anh có triệu chứng rồi là ngứa rát hay gì không? Có lúc á thì giống như nãy. Nhưng còn ngứa thì không có. Phải chữa liền cho em. Cái gì mà mổ nữa, hai chị em giống nhau quá vậy? Đúng rồi, phải chữa liền, thấy chưa? Chị, em chưa nói mổ. Ủa, không mổ hả? Chị đang chứng nhận ông đi mổ. Cái bệnh của anh á, hiện tại nó đang còn nhẹ, còn có thể chữa được. Chứ anh mà càng để về lâu, về dài, nó vừa khó chữa mà nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Ủa, nhưng mà em nói cái cách gì chữa mà không có mổ á, nói cho ổng nghe đi. Bình tĩnh. Bây giờ em xin mời anh chị nghe ý kiến chia sẻ của bác sĩ nha. Chào thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi bị bệnh trĩ đã 3 tháng rồi nhưng mà vẫn cố chịu đựng không đi thăm khám. Và điều này thì có nguy hiểm hay không ạ? Bệnh trĩ thường ở giai đoạn nào thì chúng ta cần phải đi thăm khám ạ? Nếu như không sớm điều trị thì bệnh trĩ sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe ạ? Trong cái tiểu phẩm vừa rồi, cái hành động của nhân vật là sai. Ngay khi chúng ta có những cái dấu hiệu khởi đầu của trĩ, chúng ta phải đi khám ngay. Bởi vì nếu mà để kéo dài, nó có thể đưa đến những cái biến chứng tại chỗ hoặc là biến chứng toàn thân. Những biến chứng tại chỗ như là cái búi trĩ nó xa, nó càng ngày càng nhiều hơn, đi cầu đau hơn, nó bội nhiễm, nó nhiễm trùng, nó chảy nước, nó ngứa, nó rát và nó chảy máu nhiều ở tại chỗ. Bên cạnh đó toàn thân thì có thể nó gây ra cái biến chứng là thiếu máu. Cái biến chứng như là sa nghẹt cái búi trĩ. Cái hậu môn trực tràng là cái vùng mà rất là bẩn, cái chất bẩn nó cứ cọ sát. Nó có thể làm vỡ, có thể gây ra rất nhiều cái biến chứng đi đằng sau cái biến chứng bị nghẹt cái búi trĩ này. Những cái biến chứng tiếp tục có thể là nhiễm trùng và đưa đến nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết là phải một cái cấp cứu rất là nặng, có thể tử vong. Bên cạnh đó, sa nghẹt cái búi trĩ này có thể tạo nên những cục máu đông. Những cái cục máu đông huyết khối này nó có thể di chuyển, nó có chạy đâu đó, nó làm tắc mạch, cũng sẽ gây ra những cái vấn đề tại búi trĩ và ngoài búi trĩ ở các cái đoạn trên. Nó có thể nó biến chứng ra thành cái ung thư trực tràng. Và thưa bác sĩ, đối với bệnh trĩ thì thông thường ở giai đoạn nào thì mới cần đến phẫu thuật? Như là trong trường hợp tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật có cần phải phẫu thuật hay không ạ? Chúng ta cũng hiểu rằng trĩ thì nó có hai loại, trĩ nội
nội và trĩ ngoại. Cái trĩ nội đó thì lại chia ra làm 4 độ, độ 1, độ 2, độ 3. Tới độ 3 là khi chúng ta đi cầu, nó lòi ra. Và khi đứng lên, chúng ta phải lấy tay đẩy vào thì nó mới chui vào bên trong. Và độ 4 là gần như chúng ta đẩy vào nó cũng không vào. Nó có rất nhiều nguy cơ đưa đến là nghẹt búi trĩ, xa búi trĩ hoặc là nó hoại tử. Chính vì vậy ở cái độ 4 mà bắt đầu có những cái nguy cơ đó thì phải chỉ định phẫu thuật. Còn riêng trĩ ngoại, đó là cái búi trĩ nó mọc ra bên ngoài của cái đường lược, nó ở ngoài hậu môn trực tràng. Thì bình thường nó giống như một cục thịt dư, nếu nó sạch sẽ, nó không có chảy máu và đồng thời nó không bội nhiễm, không chảy nước, không ngứa, không đau thì có thể là người ta sống chung với nó. Khi mà nó có những cái biểu hiện bắt đầu đau, bắt đầu ngứa, bắt đầu chảy máu thì cái giai đoạn này là giai đoạn bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật, bởi vì nếu không nó sẽ bội nhiễm và nó sẽ đưa đến nhiều cái biến chứng khác nặng nề hơn. Và cái phẫu thuật đó thì chúng ta cũng đừng nghĩ nó quá là nặng nề. Và hiện nay khoa học ngày càng tiến bộ, người ta có thể sử dụng những phương pháp rất là êm đềm và có thể điều trị khỏi hẳn cái trĩ. Vậy cụ thể đó là những cái phương pháp nào để có thể điều trị bệnh trĩ một cách an toàn, hiệu quả mà không cần phải dùng đến phẫu thuật cả, thưa bác sĩ? Thực sự thì có rất nhiều cái phương pháp, người ta sử dụng các cái loại gel bôi ngoài cũng như dùng những cái loại thuốc uống trong. Từ xưa tới nay người ta cũng sử dụng các cái dược liệu như là cúc tần, như là ngải cứu, như là lá lốt, như là tinh nghệ. Đây là những cái dược liệu mà người ta thường sử dụng trong cái việc điều trị trĩ hàng ngày, và người ta ghi nhận được là nó chống viêm, nó giảm đau, nó giảm chảy máu và nó co hồi búi trĩ rất là tốt ở những cái giai đoạn sớm. Những cái nhà khoa học người ta vào cuộc thì người ta thấy rằng trong cái cúc tần có thành phần là quercetin. Đó là thành phần mà chống viêm rất là tốt, có tác động là bảo vệ không cho bội nhiễm trong cái búi trĩ này. Bên cạnh đó đó thì cái thành phần ngải cứu, phần là flavonoid, nó có tác dụng chống viêm, đồng thời nó làm chắc cái thành mạch. Thường cái thành mạch nó yếu, nó mới dễ sa trệ ra ngoài khi chúng ta rặn. Ngoài ra nữa thì còn cái tinh nghệ với lại cái lá lốt, thì người ta phối hợp hai thứ này thì người ta thấy rằng nó có tác dụng chống viêm, tác dụng bảo vệ cái niêm mạc của cái hậu môn trực tràng rất là tốt. Ta chiết xuất được cái thành phần tumeron pie. Đây là một cái thành phần mà người ta thấy rằng nó có tác dụng là cầm máu nè, nó chống viêm nè, và nó chống bội nhiễm. Khi mà các nhà khoa học phối hợp thì người ta lại có thêm một cái thành phần nữa, đó là slippery elm từ cây du đỏ, mà cái thư viện khoa học của Hoa Kỳ người ta đã xác nhận chiết xuất của cái thành phần cây du đỏ này có tác dụng nhuận trường, cũng góp phần vào để cho điều trị cái trĩ. Thì như vậy khi mà người ta phối hợp các cái dược liệu này lại với nhau thì các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu trên lâm sàng, người ta ghi nhận được cái hiệu quả của nó trong cái điều trị trĩ. Người ta sản xuất ra thành cái dạng gel bôi ngoài và cái dạng uống trong để có thể sử dụng chỉ định trong các trường hợp điều trị trĩ. Lưu ý giúp điều trị bệnh trĩ hiệu quả: có chế độ ăn giàu chất xơ, bao gồm các loại rau xanh, trái cây và các thực phẩm nhuận tràng như chuối, khoai lang để hạn chế táo bón. Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế ăn đồ cay nóng, dầu mỡ và đồ uống có cồn, cà phê, nước ngọt. Tránh vận động nặng, không nên ngồi một chỗ quá lâu, nên đến bệnh viện thăm khám ngay khi nhận thấy các dấu hiệu của bệnh. Người bệnh có thể tham khảo sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh trĩ dạng uống và dạng gel bôi chiết xuất từ ngải cứu, cúc tần, lá lốt, tinh nghệ, giúp chống viêm, giảm ngứa, giảm đầu rát và làm săn sẻ búi trĩ. Quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm, chúng ta hãy xem rằng các nhân vật sau khi lắng nghe phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ sẽ có hướng giải quyết ra sao nhé. Ủa hay quá. Là anh hiện tại đang nằm ở cấp độ 1 thôi. Này, nhưng mà đừng có ý ý nha, phải điều trị dứt điểm. Chị ơi, em là người từng trải. Sau khi điều trị bằng cái giải pháp được tư vấn bởi bác sĩ nè, ngày hôm nay em hết. Vậy chị đặt ra cho anh chị đi. Đây, em gửi cho anh chị coi. Thăng 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 thăng. Đây là gel bôi được chiết xuất từ thảo dược như cúc tần nè, ngải cứu nè, lá lốt nè, có thêm tinh nghệ nữa. Cái này á, dựa trên công nghệ hiện đại giúp cho kháng khuẩn nè, chống viêm và làm lành vết thương. Đặc biệt á, nghe cái này là dạng gel bôi thấm sâu vào búi trĩ, giảm nhanh tình trạng đau rát khó chịu mà trĩ nó gây ra cho mình. Ai mà bị trĩ nội nè, trĩ ngoại kèm theo các triệu chứng như là xa búi trĩ nè, đau rát nè, chảy máu hậu môn, hoặc là những người thường xuyên bị táo bón có nguy cơ bị trĩ cũng có thể dùng được luôn. Ủa rồi còn cái hộp này là cái hộp gì? Dạ, câu này anh trả lại được nè.
Đây là viên uống tác động sâu vào bên trong, tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Đặc biệt dạng viên uống này có bổ sung thêm thành phần Triberium được nhập từ Hoa Kỳ, giúp nhuận tràng giảm táo bón. Mà không còn táo bón thì mình đâu có lo gì bệnh trĩ nữa. Ôi sao mà nói như là nhà khoa học như không biết nè, giỏi ghê luôn á. Em tặng cái phần quà này cho anh chị, có quà thì chị nhận. Cảm ơn. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Cảm ơn nhãn hàng Cotipro đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.